Cái ao cá lâu năm mái tát này còn cả tảng tảng không. Quá thấy cá chê rồi. Lên thùng ngữ mình tát cái ao cá của ông anh này nha các bạn. Ao này chắc cỡ này chắc 5 năm quá. Ao này cá chê dữ lắm. Năm 5 năm chưa tát đó. Làm ly cà phê nó đi. Hả? Này chắc để gọng cá quá. Này ông chủ nè. Quá chơi cá chê luôn nè, cá chê cá cha. Mình tát cái hầm lên phóng sinh nha các bạn, chứ không phải đi bán. Cái này cái chỗ để gọng tát ao đó lên gọng đó. Bên đây là cái hầm cá bông. Này nó ương cá bông nè. Nó mày tát đó. Này nó quậy dùng nhóc vậy, xanh quanh trồng dừa. Này năm số năm không tát rồi đó. Nuôi để đó, dầm dầm. Nó không đó. Bên này năm mười mấy ngàn ký á. Dữ vậy? Vậy là con hỏi. Lấy có giá gì vậy? Năm mười mấy ngàn mà một lần. Đây bà chủ nè. Nó vô loại rồi. Ở đâu? Gì bạn? Bích Thái á. Bích Thái. Đó, vòng vòng đó là Bích Thái không? Năm mấy ngàn ký vô bánh rồi. Này cũng mấy chục gốc luôn. Có nhiều đâu. Năm mít non không? Này mình đứng tát. Rồi bay được mấy chục gốc. Xanh quanh có sao đó. Này nó hơi lúng, đát chạy nước lên đang bắt cá thả ra sông. Chúng nó mình đi theo thả luôn. Có là kiến có lóc gì không anh ba? Có là kiến, có lóc thì không có. Mấy cái dừa này đẹp quá, hay nó ngã kiểu nè. Nó xiên xiên ra ngoài nè. Cái chim mà tao dưới đụng mặn nó hỏi mua hoài. Nó bị để nên chịu gửi. Mua cây hả? Ờ. Cây bự không? Cây đó 2 triệu là nó hốt liền. Cây bằng cây mít đó đó. Cái này hả? Bằng cây này hả? Không có. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn tí. Góc này là nhỏ. Góc này ăn xong rồi ra coi rồi. Sang cái máy này đồ gụ gì nè. Máy cô le, ba người đè, bốn người giật, giật tới sáng. Này đè mới mà. Ôi, nó bộ kìa. Quá trời cá luôn. Cái máy này chắc đầy cổ nè. Tạo khối được đó. Mày điện bị hôi, nó nôn mà đứt nè. Lúng quá lúng đâu bắt được. Cái máy đời cổ này các bạn, chạy ra khối nè, có ai mướn làm phim gì lấy máy làm phun khối. Máy này là máy phun khối á. Khối tạo khối. Máy đồ làm phim nó mướn được. Làm qua đồ cổ mà. Mấy cái dừa này đẹp hay Thành? Nó có cái kiểu ngã ngã nè. Cái dừa ngã nè.
máy gì nó không khói không tưởng tượng nổi. Cái máy của Lý đó, đó. Máy này đấu giá được nè. Lóng bạc đồ cổ mà. Đây là mấy gốc dừa. Đây là thị trấn thị xã Hồng Ngự. Lên thị xã, lên thị xã mấy năm nay à? Tỉnh Đồng Tháp. Quá thấy cá rồi nè. Mình phải chơi nhiều lắm các bạn. Mình tát ra mình chúng anh em thả ra ngoài sông ngoài á. Cái đường kính này nè, cái đường cổng này nó lóc vô nè, qua thế luôn, còn bành bành không à, cái lưng chà bá luôn nè. Làm sao nào không tắt rồi. Cái máy này là mướn của đoàn làm phim khối phun á, về tác đó. Không để con ăn đi. Để đâu? Này chắc dĩa sô cô la hay gì? Dĩa này dĩa gì? Tắt cái gì? Sô cô la. Sô la gì? Mấy cái miếng ngon. Gạch. Rồi cái miếng gạch mà tưởng đâu sô cô la. Thế đục đục kìa. Đấy đứa này ăn cũng ngon quá thế. Quá thế chỗ đó cá bại lưng cái chân kìa. Nó bại lưng quá trời luôn rồi các bạn ơi. Bụi con gì nè. Ló đuôi ra nữa nè. Vét cho nó khô, cai nước lại. Vừa cháy say quá. Cái bé mời bánh nữa. Bé dễ thương quá nè. Cháy không cháy. Phun cái hết khói gì ta. Tắt à. Quá thấy nhiều rồi. Giá đô. Đây hết voi mà. Nó voi tiễn trên tăng hồng xuống đó. Ô đó quá thấy cá rồi. Con tản tản không. Quá trời cá chê luôn. Đá tay luôn rồi. Quá thấy kèo cá luôn. Nhóc chân nữa. Bò nhỏ đi. Bà anh nội. Ghim nước đi con mà bắn cái này đi chơi. Ghim ai ghim nước đi. Đây nè, sao nè.
Ghim lên nha. Chạy ra sao đụng chui sao là tôi sao nó không vô. Tôi lắp bự bự không à. Có lắp bự hả? Nhà con đã chơi vàng gì vậy? Bự luôn, hay ra. Bộ dây thun cột vô á. Con cá bộ dây thun nè. Lạ đó. Gì mà chưa chết. Cái con cây. Con cá bộ dây thun bị cái gì rồi? Nói ra con. Ai bộ cá. Rút ra đi con, rút ra đi chút xíu rồi chạy nữa con. Rồi vậy đi chút đè vô. Em đổ qua đây. Rồi ghim nước đi con. Một quần nữa rồi. Sao tụi quần đâu? Chưa tụt mà. Cầu quần là hốp trên mạng à. Có cái lao kiến nữa kìa. Để gỗ khỏi mất công bắt ra. Nãy. Quá thấy chỗ này luôn nè. Ôi. Quá thấy rồi. Rủi con trên này đó. Không luôn đầy rồi. Nhá lỗi nè, nó lỗi đây nè. Nó lỗi đó. Lỗi mà bắt được. Nè, nó mạnh lắm. Mạnh lắm. Đó, đó. Trời, hai anh em vòng lại đi. Đứa này nó nói là ai? Mấy đứa đi ra chỗ khác hết rồi. Kêu vô vô. Quên vô con. Nào. Trơn lắm á. Khán giả quá trời đông luôn. Sống lâu năm mà mấy cá này lâu năm. Cá quá trời bự luôn. Cá khủng. Dạ lên. Con cá khủng mà nó bị khùng nữa các bạn ơi. Bắt cá vịt mặt nè, thấy ghê không? Hóp voi trên tăng hồng xuống đó. Trời ơi. Không bắt cá mà té nè, nhỏ té kiểu trời ơi chợt nữa. Chơi đất. Cái chơi khủng không à? Tha hồ lắm. Tao bị khó kìa. Đưa đây, đưa nó cho.
Nam ra chưa? Nam ra chưa? Tại bắt rồi anh mới ra, anh cầm vô. Cầm tới chén luôn. Anh không biết bắt cá mà. Qua một cặp bây giờ luôn. Mưa hoài trời. Sao lên nổi? Dính vô cái đài cái chấm người máy không được. Mạnh lên. Qua thấy cá. Con cá nào vô là anh táp. Rồi đi qua bên nè. À bên này. Cái hai chỗ nè các bạn. Mình xa xa tưởng đâu cái gì không là nhìn rất là đẹp. Chỗ đó nó táp mà. Mấy cái đó là nó đẻ rồi. Con nào vô là nó táp. Rồi đi qua này. Đây vườn mít. Ồ. Đây nổi mặt nước còn tảng tảng rồi các bạn ơi. 5-6 ký, 4-5 ký á. Trời ơi, nhìn kìa. Ông nội ô. Quằn quằn giữa kìa. Cá khổng lồ á. Đâu phải cái gì trắng, ở chơi phi. Không phải cái gì phi. Cái vàng đâu vàng. Cái ngoại con này, à, cái lồng kiến gì mà cái lồng kiến này tại riêng nước ít nó không lóc rồi nước nhiều nữa con này chắc cỡ ký rưỡi ký hai ký ba cũng khiếp cá các bạn ơi đây nè. Tôi ông chủ sửa xe đó. Ồ nhảy ra rồi. Bắt nam nhảy ra nam. Quá thê cá các bạn ơi. Này dân nghiệp dư các bạn ơi, bắt cá không có gành không? Cầm ly rượu giỏi lắm. Cá mà lớn mà nó bắt ra kìa. Vậy chứ cầm ly rượu là không có gớt đó kìa. Cái này chắc 700-800 kg cả tấn các bạn ơi. Không banh banh nữa mà. Cái này mới
cái ao cá lâu năm mấy tát nè, còn cả tảng tảng luôn. Quá thấy cá chê. Có hai con này là, mấy con này là lớn nhất.